Hàn Nam thần hoa ngữ đóng hiện đại thì được vạn người mê, nhưng cứ xuất hiện với tạo hình cổ trang thì bị chờ ê. Lâm Nhất Hóa phi công rõ đẹp mà cứ búi tóc là lộ khuyết điểm. Trương Hàn đụng đâu thất bại đó. Còn đỡ hơn Kim Hạn vai nào cũng bị khán giả pressing nhiệt tình. Trong làng giải trí hoa ngữ hiện nay có những sao nam rất lạ lùng, rõ ràng họ sở hữu ngoại hình rất điển trai, đóng phim hiện đại là được vạn cô mê. Tuy nhiên chẳng hiểu sao mà mỗi lần hóa thân thành soái ca cổ trang thì họ lại khiến khán giả phải kêu trời vì trông lạc quẻ hết cỡ. Dương Hữu Ninh. Tài tử xứ Đài Dương Hữu Ninh chính là trường hợp đóng phim hiện đại thì đẹp nhưng lại có thù với phim cổ trang đó. Rõ ràng bình thường anh khiến công chúng phải xích xoa không thôi vì ngoại hình điển trai phong trần đầy nam tính, đôi mắt tình hết cỡ khiến người nào nhìn vô cũng phải rụng tim. Ấy vậy mà khi tham gia bộ phim Thượng Dương Phú, Mỹ Nam xứ Đài lại khiến khán giả thất vọng tràn trề vì ngoại hình và miêu tả như hai đường thẳng song song, mãi mãi không bao giờ có điểm chung. Nhân vật của Dương Hữu Ninh được miêu tả là điềm đạm như ngọc, nhưng trông anh giống đại tướng quân hơn là một chàng hoàng tử. Dù sau này các nhà sản xuất đã chữa cháy bằng cách cho Dương Hữu Ninh đóng vai đại hiệp Tiêu Phong trong Thiên Long Bát Bộ, nhưng với nhiều khán giả thì trông anh hiện đại quá chẳng hợp hình tượng cổ trang. Lâm Nhất. Lâm Nhất bắt đầu được nhiều khán giả chú ý khi làm nam chính của Gửi Thời Thanh Xuân Ấm Áp Của Chúng Ta. Với chiều cao vượt trội cùng gương mặt thư sinh điển trai, Lâm Nhất đã thành nam thần trong mộng của rất nhiều cô gái, được coi là hình mẫu hot boy học đường hoàn hảo đó. Hay khi hóa thành chàng phi công trong câu chuyện Hoa Hồng, Lâm Nhất cũng nhận được mưa lời khen của khán giả, được ship với Lưu Diệc Phi rất nhiệt tình. Đóng hiện đại thì hoàn mỹ vô cùng, vậy mà khi Lâm Nhất thử sức với dòng phim cổ trang, ngay cả fan ruột cũng khó nhận ra anh chàng. Nét thanh tú hài hòa biến mất, nhường chỗ cho ngũ quan bình thường cùng chiếc mũi thích chơi trội, chiếm mọi spotlight. Vì chuyện này mà nhiều khán giả đã khuyên Lâm Nhất cần tránh xa các bộ phim cổ trang. Kim Hạn. Kim Hạn bắt đầu nổi lên nhờ đóng cặp với Triệu Lệ Dĩnh trong bộ phim Thời Gian Tươi Đẹp Của Anh Và Em. Với hình tượng nam tính mạnh mẽ cùng khí chất khẳng khái cuốn hút, anh chàng này được khá nhiều đoàn phim ưu ái, cho đảm nhận vai nam chính trong nhiều dự án mới sau đó, tuy nhiên đều chẳng thể thành công. Kim Hạn đóng phim hiện đại còn đỡ, đến phim cổ trang thì mọi khuyết điểm của anh đều lộ ra hết. Ví dụ như trong Kim Tịch Hà Tịch, nhiều khán giả cũng phải thừa nhận không có cảm tình với anh chàng này, luôn có cảm giác anh là vai phản diện đội lốt nam chính. Hay trong Quân Cửu Linh, Kim Hạn cũng chẳng khá khẩm là bao, thậm chí còn có những cảnh phim chán chẳng buồn nói. Trương Hàn. Dù Trương Hàn của tuổi U40 chẳng còn được lòng khán giả như trước, nhưng chẳng ai có thể phủ nhận việc anh vẫn là chàng soái ca rất ăn hình. Cũng nhờ ưu thế đó mà khi còn là chàng thiếu niên tràn ngập thanh xuân trong Cùng Ngắm Mưa Sao Băng hay lúc đã hóa ông chú trong Châu Giang Nhân Gia, Trương Hàn đều nhận được mưa lời khen vì sự phong độ điển trai. Tuy nhiên, mọi thứ chỉ ổn khi anh chàng này đóng hiện đại thôi, chứ nếu đóng cổ trang thì Trương Hàn lại rơi vào cảnh khác biệt đó. Minh chứng là trong dự án phim mới nhất Lưu Quang Dẫn, Trương Hàn đã khiến khán giả muốn tắt TV gấp ngay khi vừa lộ diện. Với tạo hình búi tóc cùng quần áo cổ đại, nét giàu của anh được nhân lên gấp bội, gồng và da dẻ vô cùng. Thế nên thay vì quan tâm đến nội dung phim, khán giả đều tập trung vào việc khuyên nhủ nam thần đình đám một thời nên buông tha con mắt của họ.